Sáng nay ngày 24 tháng 2, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022 của trường chính trị Đồng Tháp. Năm 2022, trường chính trị Đồng Tháp dự kiến mở 81 lớp, trong đó có 13 lớp hệ đào tạo và 68 lớp hệ bồi dưỡng với gần 7.300 học viên. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị Trường Chính trị Đồng Tháp trong năm 2022 cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành về địa phương tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học. Trong quá trình giảng dạy cần đổi mới phương pháp, nội dung. Bên cạnh đó, trường cần quan tâm chọn các đề tài nghiên cứu khoa học sát với sự phát triển của tỉnh, đồng thời khuyến khích học viên cùng tham gia, tập trung xây dựng trường chính trị đạt chuẩn. Bí thư tỉnh ủy lưu ý. Cũng trong sáng nay tại thành phố Sa Đéc, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã cùng với lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo thành phố Sa Đéc đến thăm hỏi chúc mừng nhân viên y tế tiêu biểu Phan Thị Úc, Phó trưởng trạm y tế phường An Hòa nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Bí thư tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của bà Phan Thị Úc cũng như các nhân viên y tế phường An Hòa trong thời gian qua, đồng thời mong muốn bà Phan Thị Úc tiếp tục cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao y đức trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, hôm nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa đã có thư chúc mừng Thầy thuốc Đất Sen Hồng. Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt Cán bộ nhân viên toàn ngành y tế vừa trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng vẫn kiên trì bám trụ, nỗ lực cứu chữa, giành lại sự sống cho bệnh nhân và tiến tới kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bằng tất cả tình cảm trân quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thân ái gửi đến các y bác sĩ và cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh nhà lời chúc mừng và lòng tri ân sâu sắc. Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo tỉnh và giới tình cảm cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kính chúc các y bác sĩ và cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, không ngừng nâng cao y đức, rèn luyện y thuật để thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng nay tại quyền biên giới Hồng Ngự, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1 quyền Hồng Ngự phối hợp với Đảng ủy Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước Tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2022 gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đây là đơn vị điểm được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh lựa chọn tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân, sau đó sẽ triển khai tại các địa phương đơn vị còn lại ở khu vực biên giới. Tại ngày hội, nhiều đơn vị đã tặng quà và hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn huyện Hồng Ngự. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 4 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, đoàn công tác do Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp làm trưởng đoàn sẽ đến thăm và làm việc kết nối hợp tác với 12 huyện thành phố của tỉnh Đồng Tháp về lĩnh vực đào tạo. Nội dung làm việc xoay quanh về cơ hội hợp tác giữa trường Đại học Đồng Tháp với các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tư vấn tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đồng thời trường cũng thông tin về hoạt động tuyển sinh chính quy năm 2022, thông tin các ngành tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý ngành giáo dục năm 2022, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch, quản lý văn hóa và công tác xã hội, dần dần. Hôm nay ngày 24 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây. Để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở ngành tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công thương, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh sở công thương tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nội địa thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu tăng cường ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản hướng đến các kênh tiêu thụ mới tránh tình trạng phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ duy nhất